vì là ghét là nó không có lý do, đúng không? Khi nói về sở thích thì nó rất khó có lý do, đặc biệt là màu. Ui, nó lên cái đấy rất là hay rồi. Ờ, nghe thì hay rồi. Cái đó là một kỷ niệm nào khi mà chị được biết cái từ ghét thì chị khó chọn từ ghét được, vì không có lý do để bắt đầu đi. Đấy. Đừng 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 lên đi body lên. Đây đừng nói xong rồi nói gì nhờ, hết 5 phút. Đừng lên đi body lên. Đây là phải có body lên rồi. Đừng lên là tao luôn đi. Thôi em điên à chị ta. Điên gì? Ơ thật mà. Shut up. Chắc được. Chị đang nói em không được quyền xem mà. Vâng. Mật ngọt chết rồi. Sợ vãi. Chết em ngọt rồi đấy. Chết em ngọt rồi. Mật chuột đấy. Mọi người bị quát vào đấy nhiều vào. Thứ nhất, thứ hai lại là còn 3 ngày nữa thì bắt nó xem xét. Không được phép để lung tung như thế. Và xin không phải phải luyện cho nó đấy. Từ hôm sau thì mình sẽ ra xếp xếp trước, mình sẽ ngay ngắn vào bọn nó, nếu đến không xếp xếp và ra xếp xếp lại tất. Nhưng sao lại phải xếp xếp? Trời ơi, chị đi. Rèn luyện sự ngăn nắp. Nó phải đó. Ôi, chị đi ra ngoài xếp xếp. Không phải, hai chị đến thì một đống dép ra là tích. Chị biết không, bọn nó nhá, kiểu thấy các phô si quá hiền, đặc biệt chị Linh Đào rất là chiều chúng nó. Bọn nó còn vẽ lên người, vẽ xong rồi chúng nó rất hư ấy. Trái thẳng quá luôn. Suốt ngày ngồi rút tay ông hiểm ý. Không, chúng nó nhờn, bị nhờn vì cứ hay đùa. Thỉnh thoảng em kiểu khó tính vào chúng nó ghét em. Thực ra dịch anh đái kiểu đùa đùa. Nhờ em chúng Linh được thế, kiểu bách, bách với Mai Ly. Thử rồi nó nhất định thế nữa. Thế nhớ chị nhớ. Theo kiểu Linh Đào thì thôi thôi phải tiếp đi chị ơi. Có thể chỉ não bị giáng chức một cái gì như thế thì là mùa em thì em chưa được thăng chức lên quá tổ trưởng nhưng mà chị nghĩ là mấy cái đứa này thì chúng nó thông minh, nếu mà mình cứ kiểu ép chúng nó ấy, thì nhiều khi chúng nó bị ức chế thì cái đấy nó mới dẫn đến cái việc là chúng nó không thành đạt được, chứ không phải là cái việc này nó sai là đúng thế thôi, bởi vì chúng nó đi học.